Thưa quý khán giả, thành công trong cuộc sống không chỉ là sự cố gắng bền bỉ làm việc mà còn có bản lĩnh, quyết đoán, mạnh dạn trong những thời điểm nhất định. Và câu chuyện lối đi mới ngày hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu về một trường hợp như thế tại tỉnh Hậu Giang. Chỉ từ vài cặp dê ban đầu thôi, người phụ nữ này đã quyết định khởi nghiệp bằng mô hình nuôi dê lấy sữa. Đến nay thì chị sở hữu trang trại nuôi dê lên đến hàng trăm con, vươn lên khá giàu. Chăn nuôi thì mình kết hợp với du lịch, trải nghiệm, cho dê con bú bình. Muốn vắt sữa thì mình cho du khách vắt sữa. Rồi xong thì mình vô thì mình cho du khách thưởng thức những sản phẩm từ sữa dê. Để có được trang trại dê sữa rộng lớn như hiện nay, vốn liếng ban đầu của chị Đào chỉ là 12 con dê cái và 3 con dê đực. Tại Hậu Giang, đây là mô hình nuôi dê lấy sữa đầu tiên. Nuôi thì mình cũng mới thì mình cũng hơi chăn trở là sợ thị trường hơi khó hơn. Rồi mình phải đi tìm thị trường, rồi sau này rồi họ dần dần họ mới biết được sữa dê thì mình mới nuôi rộng rãi lên. Thay vì bán sữa tươi, lợi nhuận đem lại không cao, chị Đào chuyển sang chế biến thành những sản phẩm tiêu dùng như sữa tiệt trùng, sữa chua và sữa dê sấy khô. Đến nay, sản phẩm khởi nghiệp của người phụ nữ này đã chinh phục được người tiêu dùng, đạt chứng nhận OCOP 4 sao của địa phương. Tuy nhiên, con đường khởi nghiệp không phải lúc nào cũng dễ dàng. Mình mới thuyết phục họ là mình phải quay những từ lúc mình dắt sữa dê như thế nào, nuôi con dê như thế nào, rồi mình dắt sữa như thế nào. Mình quay qua, mình chưng, mình cắt, mình nấu. Khách hàng là mới công nhận là có sữa dê, rồi họ từ đó rồi họ mới tin tưởng. Trên diện tích khoảng 2 hecta, trang trại của gia đình chị Đào phát triển theo mô hình tuần hoàn. Đất trống thì trồng cỏ làm thức ăn cho dê, tận dụng phân chuồng bón thêm cho đất, vừa tiết kiệm chi phí, vừa mang lại hiệu quả. Chọn hướng đi đúng đắn, mỗi năm người phụ nữ này đút túi nửa tỷ đồng từ trang trại nuôi dê lấy sữa. Không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn mở ra hướng làm ăn mới, tiêu biểu tại địa phương.